Tua, Elizabeth Cates, 1880-1906. 26 tuổi, thoáng qua như một mùa xuân, nhưng chừng ấy cũng đủ để chị tươi nở, để bộc lộ tròn đầy cho Thiên Chúa và cho anh chị em. Những anh chị em đã trở nên đông đúc hơn là chị đã có thể tưởng tượng. Bởi lẽ giờ đây chị được yêu thương biết mấy. K25-11-1984, Hội Thánh đã tôn phong chân phước cho đan nữ cát minh này. Đức Gioan Paolo II nói, hôm nay chúng ta dám giới thiệu chị cho thế giới. Với chân phước Elizabeth, một ánh sáng mới rực lên cho chúng ta, một vị hướng đạo mới đã xuất hiện, rõ ràng và chắc chắn. Chị đã lao cả xác và hồn vào tình yêu, một tình yêu đã hiến mình cho chị trước. Quay nhìn lại, tôi thấy như Thiên Chúa luôn bám sát theo linh hồn tôi. Elizabeth, Chúa Ba Ngôi là vị ngôn sứ giao giảng sự hiện diện của Thiên Chúa. Cuộc sống của chị là một mẫu gương sống động, chị cho chúng ta biết, đến lượt mình, chúng ta cũng có thể trở thành bụi gai rực cháy cho Thiên Chúa tỏ mình. Rồi từ bụi gai, vang lên lời nhắn nhủ của chị, Thiên Chúa rất yêu bạn. Ngài ở trong bạn, Ngài chờ đợi bạn. Dù lịch sử đời bạn có được thể hiện một cách nào khác đi nữa thì, xét cho cùng, cũng chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng chính là khám phá ra nguồn suối kín ẩn sẽ biến đổi khu vườn bạn. Thiên Chúa muốn là nguồn suối và là người chăm sóc khu vườn của bạn. Khi Thiên Chúa phổ nhạc, Sang 18-7-1880, trong doanh trại quân đội tại Evo gần Wurzer, nỗi âu lo trùm lên căn nhà nhỏ, nơi Maria Roland đang chờ sinh đứa con đầu lòng. Hai bác sĩ đã báo cho chồng chị biết rằng có lẽ không thể cứu mạng sống của đứa bé. Người ta chỉ còn biết cầu nguyện, cha tuyên úy dâng thánh lễ theo ý họ xin. Thế rồi, trái với những lời dự báo, một bé gái chào đã đời, thật xinh và thật sống động. Về sau mẹ của bé sẽ hãnh diện ghi lại như thế. 4 hôm sau, ngày 22, bé Maria Elizabeth Josephine được lãnh bí tích thánh tẩy trong nhà nguyện của doanh trại. Bé chào đời ngày Chúa Nhật và được rửa tội vào lễ kính thánh nữ Maria Magdalena, thường được đồng hóa với người phụ nữ chiêm niệm ở Betania. Đó là một sự trùng hợp mà sau này Elizabeth coi là một điều quan trọng. Thời gian qua, bé biểu lộ bản tính như hỏa sơn, dễ dàng bùng lên mãnh liệt. Nó đúng là tiểu yêu. Mẹ của bé nhận xét về nét tinh nghịch đáng yêu của bé như thế khi bé mới được 21 tháng tuổi. Em gái của bé cũng sẽ làm chứng, chị rất linh hoạt, còn dễ giận nữa, giận thật tình, giận như quỷ. Còn bé tí, Sa Bết được bồng đến nhà thờ dự nghi thức chúc phúc cho trẻ em. Người ta đã mượn con búp bê Zenith của bé để làm chứa hài đồng trong máng cỏ, mà không cho bé biết. Được mặc áo đẹp có gắn sao vàng lộng lẫy, búp bê Zenith đẹp tuyệt vời và khó nhận ra nữa. Thế mà chính lúc cha xứ cất tiếng chúc lành từ trên giảng đài, Sa Bết nhìn vào máng cỏ và cặp mắt long lên, bé hét lên giận dữ. Ông cha xứ độc ác, Trojanet Lychobe. Người ta phải bật cười mà đưa bé ra khỏi nhà thờ.
Có ai ngờ rằng em bé đã hét lên câu nói chống giáo sĩ ấy mà cuối đời lại có thể nói: em đang đi vào ánh sáng, vào tình yêu và sự sống. Thiên thần hay quỷ sứ? Khi Sinsabeth, ông Joseph Cadiz da 48 tuổi. Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo ở Esalalis, Padre Cale, ông nhập ngũ năm 21 tuổi và thăng dần tới đại úy. Mẹ của Elizabeth, Maria Roland, con gái của một sĩ quan, khi sinh con cũng đã gần 34 tuổi. Maria chào đời ở Lunebo, Lorraine, sống một phần tuổi trẻ ở Ốt, nơi mà sau này gia đình Cates thường về thăm. Miền này mang nhiều nét của vùng Midi, còn đọng lại trong tác phẩm của chị Elizabeth, Chúa Ba Ngôi, Mặt Trời, Ánh Sáng, Niềm Vui, Chân Trời. 10 tháng sau khi sinh Elizabeth, gia đình bé nhỏ này rời doanh trại Erbo, chuyển đến Bourgogne. Họ ở đồn Oxon 18 tháng rồi về Dijon. Tại đây, ngày 20/1883, em gái của Elizabeth là Marguerite chào đời. Cả nhà thường gọi em là Gai. Elizabeth đã sớm nếm mùi ly biệt. Bà ngoại chết từ khi em còn rất nhỏ. 6 tuổi rưỡi, em mất ông ngoại Roland. Ông đã tới sống với gia đình Cates cho nên thật gần gũi với Elizabeth. 8 tháng sau, ba của em, ông đại úy kiêu hùng, đột quỵ do tai biến tim, đã chết trong vòng tay em. Mẹ em nức nở: ba về trời rồi. Từ đó, trời trở thành cận kề và huyền bí hơn. Rồi lại rời nhà. Bây giờ bà Cates đến một căn hộ ở đường Rue de la Côte d'Or. Từ căn phòng của em ở tầng 2, Elizabeth trông thấy, rất gần, một tòa nhà to lớn với tháp chuông nhọn vươn cao. Đó là đan viện Cát Minh Dijon, nơi một ngày kia em sẽ sống. Bà Cates linh cảm thấy cô con gái nhỏ đầu lòng có tài âm nhạc, cho nên khi em lên 8, bà xin cho em vào học trường nhạc. Từ đó, Elizabeth đã dành rất nhiều thời giờ cho chiếc dương cầm. Em không thường xuyên đến lớp, nhưng được kèm cho học phổ thông và văn chương ngay tại nhà. Tuy nhiên, học kiểu đó chẳng đi đến đâu, cho nên những trang thần bí sau này của bé đầy lỗi trinh tả. Thế là sau cái chết của ba, cuộc sống rồi cũng dần dần trở lại. Cả những cơn giận nữa, đôi khi Elizabeth giận dữ kinh khủng đến nỗi, Gai kể lại, người ta phải dọa tống chị vào Bon Pasteur, một trại cải huấn ở ngay gần nhà, và đã sắp sẵn cả một gói đồ cho chị đi. Cứ đà ấy, Elizabeth sẽ trở thành ương ngạnh và độc đó ẩn biết bao. Về sau chị sẽ nói về cái tính khí dễ sợ ấy của chị. Đấy, đâu phải là một vị thánh cờ. Thế nhưng trong tâm hồn dễ mến và trung thực ấy còn bao đức tính cao đẹp. Và tự bản chất, nó muốn đẩy mọi sự đến tận cùng. Điều đó giúp ta hiểu rõ ước vọng của em hơn. Ở gia đình, đến nhà thờ, khi học giáo lý, người ta nói với em về Thiên Chúa. Từ cõi lòng em đầy bén nhạy và thẳng thắn, em sẽ đáp lại nhanh nhẩu và sâu sắc lạ lùng. Con đã rất yêu thích cầu nguyện và đã yêu mến Thiên Chúa biết bao, ngay cả trước khi con được rước lễ lần đầu. Thế nên con không thể hiểu làm sao người ta có thể trao trái tim mình cho một ai khác không phải là Thiên Chúa,
Do vậy từ đó, con đã quyết chỉ yêu mến Chúa và chỉ sống cho Ngài. Lúc ấy em chưa được 10 tuổi. Elizabeth cố gắng sống cho phù hợp với những điều quyết hứa trong lời kinh thiếu nhi em thường đọc, tập biện hộ cho người bên cạnh khi họ chống lại những thay đổi thất thường và giận dữ khủng khiếp của em, tập quên mình để làm vui lòng kẻ khác và làm vui lòng Chúa Giêsu, đấng thấy hết mọi sự. Em cố gắng trông thấy, thế nhưng kết quả chẳng có gì chắc chắn. Năng lực phi thường của em thường vụt ra qua những nẻo đường không kiểm soát được. Một ngày nọ, trong giờ giáo lý chuẩn bị rước lễ lần đầu, cha Sovi dốc một lòng phải bắt em quỳ gối giữa các trẻ khác. Quan sát kỹ đứa bé, cha không thể tưởng tượng được làm sao cô bé gái lúc nào cũng rung động hết mình như thế sẽ có thể bằng lòng với một cuộc sống tầm thường. Cha bảo, với một bản chất như thế, Elizabeth Cates hoặc sẽ là thiên thần hoặc sẽ là ác quỷ. Thiên thần, quỷ sứ, tiểu yêu hay chân phước? Một cơn đói khác, K19, 4, 1891. Rước lễ lần đầu, cô bé 11 tuổi, lần đầu tiên được đón nhận mình Thánh Đức Kitô,